Sau cú tát đồng nghiệp, Phi Thanh Vân trả lời một câu hỏi ngắn của MC mà dài hơn 2 phút mới xong. Phi Thanh Vân được MC mời lên sân khấu để chia sẻ cảm xúc với chủ nhân bữa tiệc và khán giả lại một phen bất ngờ với màn trả lời câu hỏi dài hơn 3 phút. Phi Thanh Vân được mệnh danh là nữ hoàng giao kéo ở showbiz Việt. Cô là một trong những người đẹp thẩm mỹ nhiều nhất showbiz. Để có được diện mạo hiện tại, cô từng niền răng, cắt mí, nâng mũi, nâng ngực, bơm vòng ba. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô còn được mệnh danh là nữ hoàng ứng xử. Khi luôn có những phần trả lời dài lê thê, mới đây trong một buổi họp báo có sự xuất hiện của Phi Thanh Vân, cô được MC mời lên sân khấu để chia sẻ cảm xúc với chủ nhân bữa tiệc và khán giả là một fan bất ngờ với màn trả lời dài hơn 3 phút. Như thường lệ, Phi Thanh Vân gửi lời chào tất cả mọi người và bắt đầu trả lời câu hỏi dông dài như tập làm văn. Thậm chí Phi Thanh Vân còn hồn nhiên tái hiện lại những phân cảnh trong câu chuyện để khán giả hiểu rõ hơn. Bà mẹ một con liên tục di chuyển chỗ đứng để phù hợp với từng câu nói từ bóng tối ra ánh sáng. Gần 3 phút người đẹp mới trả lời xong câu hỏi của MC. Trước đó, trong đêm thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, màn ứng xử của Phi Thanh Vân được cho là lạ lùng nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Đó là không tuân thủ thời gian, thí sinh mặc sức nói gì thì nói và quan trọng là không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Sau gần 5 phút trình bày, người đẹp mới hoàn thành xong được phần thi ứng xử.